Xin chào tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sau đây mình sẽ cập nhật giá mít Thái của một số khu vực trong buổi chiều hôm nay cho bà con tham khảo, nắm bắt tình hình giá một cách chính xác nhất. Cảm ơn tất cả quý bà con đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Giá mít Thái trong buổi chiều hôm nay bình ổn ở các khu vực, giá không dao động gì nhiều so với giá buổi sáng. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình, mời bà con cùng xem video. Khu vực Đồng Tháp và An Giang, giá mít thương lái cắt tại vườn, cụ thể như sau. Mít nhất, 15.000 đồng trên kg. Mít nhì, 10.000 đồng trên kg. Mít bi, 5.000 đồng trên kg. Tại Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, giá mít thương lái cắt tại vườn. Mít nhất, 14.000 đồng trên kg. Mít nhì, 9.000 đồng trên kg. Mít bi, 4.000 đồng trên kg. Tại Long An, giá mít lái cắt tại vườn. Mít nhất, 16.000 đồng trên kg. Mít nhì, 10.000 đồng trên kg. Mít bi, 6.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang luôn ở mức cao hơn so với các khu vực lân cận, do nơi đây tập trung rất nhiều vựa mít lớn xuất khẩu. Giá lái cắt tại vườn, cụ thể như sau. Mít nhất, 17.000 đồng trên kg. Mít nhì, 11.000 đồng trên kg. Mít bi, 7.000 đồng trên kg. Còn ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Vũng Tàu, giá lái cắt tại vườn. Mít nhất, 10.000 đồng trên kg. Mít nhì, 6.000 đồng trên kg. Mít bi, 3.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên. Mít nhất, 9.000 đồng trên kg. Mít nhì, 5.000 đồng trên kg. Mít bi, 2.000 đồng trên kg. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem video của mình. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh A Huy Vlog nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật giá mít cho bà con mình theo dõi để bán cho đúng giá. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.